cho mới vui. Quay chưa? Đó, quay rồi. Quay rồi hả? Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tôn Ngộ Không Việt Nam nha. Và hôm nay Sang sẽ quay một cái video đó là mặc trang phục Tôn Ngộ Không và đi lên đảo khỉ nha. Đó, thì cái đảo khỉ đó là nó cũng không phải là cái đảo nữa, cái đó là một cái chùa khỉ mà khỉ nó về rất là nhiều. Thì cũng là quê nhà của Sang luôn, và Sang muốn là về quê của mình mà quay một cái chỗ đảo khỉ và mặc đồ Tôn Ngộ Không lên coi em. Kiểu như là mấy bạn khỉ nhỏ, những con cháu của Tôn Ngộ Không sẽ phản ứng như thế nào. Để về đảo khỉ là mình phải đi mua trái cây. Đó, mình giờ mình sẽ bắt đầu mình lên xe, mình đi ra chợ mua trái cây. Rồi cả nhà cùng đón xem video nha. Ok, bye bye. Ai bán chuối vậy? Bán chuối, bán chuối. Lên cho khỉ ăn. À, lấy hai nải đi. À, lên cho con cháu lâu năm 500 năm mới gặp lại. Hai nải nhiêu vậy? Hả? Lấy hai trái này nữa. 24 28. Trời ơi, không đủ tiền rồi. Đây là lấy 100 chẳng nha. 500 năm rồi mới gặp lại. Mới được thả ra đi lên. Hôm nay lâu quá rồi. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi đi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và Tăng đã mua, đó, mua quà cho con cháu của lão Tôn nha. Hôm nay mình sẽ lên chùa Tam Đảo nha. Tam Bảo, chùa Tam Bảo. Nhớ lộn cái đảo. Rồi, và bây giờ mình sẽ đem những chuối nè, táo nè, nhãn nè lên để cho mấy con cháu của lão Tôn nha. Là cái gì vậy? Trời ơi, em cho con cháu em. Rồi, chào lão Tôn, chào lão Tôn. Đây có trái táo. Trái táo cứng quá vậy. Đây. Đây, cái đường này là người ta đi bộ chiều, người ta tập đi tập thể dục rất là nhiều nha. Bây giờ quay cho cả nhà cùng xem nha. À, đây là đường lên chùa Tam Bảo nha mọi người. Chùa này là buổi chiều là khỉ tập trung rất là nhiều luôn. Và sẵn tiện là hôm nay Sang về quê, sẵn quay cho cả nhà cùng xem luôn nha. À, hôm nay mình sẽ đi về thăm qua Quả Sơn nha. Đi vào đây. Ê, hey, con đây. Đã vậy. Hey, lại đây, lại đây. Đây, 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 đây. Giờ đứng đây con khỉ bự này không ai cho ăn. Thank you.
em của con ơi.